Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Tôi cảm nhận trong cái đàn Việt có một cái gì đó mà có những cái đàn khác không thể có được. Vì những nốt nhạc nó quá hay. Moon Lute, a traditional Oleksiz or Vietnamese musical instrument, part 2 of 2. Watch on to find out more. You have just enjoyed the song My Home, a poem written by Supreme Master Ching Hai, set to music by musician Bao Cheng, with vocal by Ngoc Ha, and an illustrated dance performed by our association members. Dear elated viewers, my name is Elias. May the people and lovers of art such as you adorn life with goodness and sincere offering. We now invite you to watch the conclusion of the program, Moon Lute, a traditional Oleksiz or Vietnamese musical instrument. The Moon Lute has a range of more than 2 octaves. The sound range of the Moon Lute can be divided into 3 ranges. The low range is warm, soft, depicting serenity and deep emotion. The middle range, the sound is cheerful, echoing evenly, depicting happiness, liveliness. The top range, the sound is bright and clear with less echo. Lợi thế của cái đàn Nguyệt là cái sức biểu diễn của nó là cái chất nhẫn nhã, rung vỗ. Mà rất có cái độ sâu của cái tiếng đàn. Mình sử dụng nó là phải tinh tế và phải
cổ công mà phải tìm tòi ra những cái mà có thể nói là từ cái đường nguyệt thì nó mới ra được. Chứ nếu như mà đánh một cách là bình thường giống như vậy thì nó không thể. Khi mà học được một thời gian khoảng độ 3 tháng hoặc 4 tháng, tôi cảm nhận trong cái đàn nguyệt có một cái gì đó mà có những cái đàn khác không thể có được. Vì những nốt nhánh nhạc nó quá hay. Being rich in sound quality, the moon lute can convey a very wide range of emotions. Therefore, the moon lute is present in many traditional music orchestra. For example, in the northern region, the moon lute is used in jiao, or satirical musical theater, jiao wang, or folk trance singing and dancing. In the central region, the moon lute is always present in hui singing, or royal court singing. And in the southern region, the moon lute is called gim lute and is indispensable in southern amateur music and modern folk opera. We invite you to enjoy an excerpt of a jiao singing performed by Hung Wei Jiao Group. Đêm khuya sương lạnh nằm thao thức, chợt thấy trăng vàng ngõ cửa sông, trở dây ôm đàn ra hỏi nguyệt. Trăng ơi cao mấy hỡi vầng trăng, khéo này này tính tình khéo nghĩ này này tính tình tiếng tơ lòng trùng tiếng chúc khiến cho lòng ai ngất ngây cùng thanh lay động tâm hồn ý cùng trầm mì sao duyên tờ này dạo càng ức mây lòng người cho lòng nghề sao duyên khôn vì người cái đàn nguyệt trong dàn nhạc đó nó là luôn luôn là cầm chịch, có nghĩa là nó nằm một cái vị trí chính của cái ban nhạc đó, nhanh hay chậm hay to hay nhỏ hay tất cả về vấn đề là do cái giống như nó thay mặt một cái nhạc trưởng ở trong cái ban nhạc. In Âu Lạc or Việt Nam, the moon lute plays a major and essential role in the best five of a traditional chamber orchestra. The other four are zither, arhu, one-string zither, and flute. Cây đàn nguyệt là nó giống thể là một cây guitar của là Tây phương, nó chủ trì cũng cả các loại nhạc cụ, nó có thể đọc tấu, biểu diễn những đoạn khúc trọng. Nhưng cây đàn nguyệt đã đánh lên là cái tiếng là phải nói là phải rất là cực kỳ hay. Một nghệ nhân đánh cây đàn nguyệt phải biểu hiện sự phóng thái, tác phong phải cực mạnh, cho nên nó dẫn đầu cuộc chiến tranh là phải cái cây đàn. Mr. Trương Hồng Việt kindly shared with us some of his experiences in making a moon lute that meets optimum standard. Muốn sản xuất cây đàn nguyệt là đòi hỏi chúng ta phải có chất lượng gỗ đặc trùng và âm thanh tốt. Với khi đó cây đàn nguyệt có thể tới 100 năm sau chưa hư. Nhất là cây đàn bằng dây, cho nên càng lâu năm
thì cái tiếng đàn, âm thanh cây đàn đó càng tuyệt vời. Nhưng đặc điểm của nó là phải có gốc cây già để làm chặn những cung phím này. Vì cho dù cái đàn tốt bao nhiêu nhưng cái cung cây già này không già thì tiếng đánh không bao giờ nặng được. Khi mình bấm rất là vui. Cho nên muốn làm cái đàn nguyệt là phải có gốc cây già, mặt ngô đồng, mà bọc này là phải cầm lai. Thì cái đàn đó đạt tiêu chuẩn, có thể nhìn dự tới cả trăm năm sau cái đàn vẫn tốt và vẫn hay. Càng lâu càng hay, càng giá trị. Mặc dù là tôi sử dụng được tất cả các loài nhạc cụ, biểu diễn được cả cái loài dân ca ba miền, ví dụ chèo, cải lương hoặc là Huế, nhưng mà thấp đắc nhất là những nốt đàn nguyệt. Besides its uniqueness as well as its diverse performing techniques, the value of the moon lute is based on its ability to improvise many tones skillfully, from soft, gentle to strong, majestic sounds. Until today, through many trials, the moon lute is still very dear to the Aulnaxis, faithfully conveying people's feelings through its sounds. The moon lute has truly gained a special place in the hearts of art lovers. To conclude our program, we invite you to enjoy the song To Be Able to Love You, composed by Supreme Master Ching Hai, with the moon lute performance by a traditional folk music group and illustrated dance by our association members. Thank you.
Cheerful viewers, thank you for joining us on today's show. Up next is Shining World Compassion Award recipient, The Gentle Barn, Part 2 of 2, right after Noteworthy News. May spiritual aspirations guide us towards a gentler and compassionate lifestyle in God's love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/CTAW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/CTAW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/CTAW. साडे प्रोग्राम पेश करते हैं अनेक भाषावां कृपा देखो suprememastertv.com/schedule @suprememastertv.com/CTAW